Chào cả nhà, hôm nay bếp nhà mình sẽ làm món bánh bột lọc màu hoa đậu biếc nhân tôm thịt. Tôm thịt mua về rửa sạch, phần tôm thì mình sẽ cắt đầu, cắt đuôi, xong rồi lột vỏ và lấy chỉ đem tôm rửa lại một lần nữa. Vỏ bánh mình sẽ sử dụng 500g bánh bột lọc có bán ở các cửa hàng. Trộn bột thì mình sẽ dùng nước hoa đậu biếc nhưng mà còn nóng nha. Trộn cho đều tay để không bị vón cục và khúc này sẽ là nhồi bóp cho bột dẻo hơn. Đem bột đi ủ trong vòng vài phút. Bên đó thì mình sẽ sắc tôm hạt lựu nè. Rồi miếng thịt heo mình cũng đem sắc hạt lựu vừa ăn luôn. Tỏi thì lọc vỏ, xong rồi cũng băm nhuyễn để xíu xào nhân tôm thịt. Và ở đây mình có sử dụng hành lá để phi dầu hành. Hành lá thì sắc khúc, nhuyễn. Bắt một cái nồi, chế dầu vào. Chờ dầu nóng á, thì bỏ hành lá vào, phi hành. Vừa nóng thì đổ ra cái chén và tiếp tục là bắt cái nồi, chế dầu, phi thơm tỏi. Xào khi mà tỏi thơm thì bỏ thịt vào xào sơ trước. Thịt săn đều như trong chảo thì mình sẽ tiếp tục cho tôm vào. Và nêm vào sẽ là một muỗng hạt nêm, nửa muỗng muối và ít tiêu. Nhớ là thêm một tí màu bột nghệ cho cái nhân mình được vàng vàng, đẹp hơn nha. Thấy tôm và thịt ráo cạn nước thì cho ra một cái tô. Bây giờ là công đoạn nặn bánh. Bột khi nãy ra nhào nhào nặng nặng, rồi ngắt một cái cục do cho tròn. Lấy đồ cán, cán cho dẹp ra, bỏ tí nhân vào và bỏ bánh bên kia lại, dùng tay bóp bóp, thế là ra được một cái bánh rồi. Làm như vậy cho tới hết cục bột. Xong rồi thì bắt nồi, chế nước vào. Trong khi đó thì mình sẽ làm nước chấm, tỏi, hai trái ớt và vài trái tắc. Tỏi thì sắc lát, xong rồi sắc dọc và băm nhuyễn, xong rồi băm luôn ớt. Băm càng nhuyễn thì càng ngon nha. Một cái chén, một ít nước ấm. Xong rồi cho 3 muỗng đường, quậy cho tan đường. Cho thêm 3 muỗng nước mắm và bỏ tỏi, ớt băm vào. Vắt tắc vào. Sau đó trộn đều hỗn hợp nước chấm mình lên. Nếu mà muốn ngon thì sẽ rây, lấy tí nước hông và sắc vài miếng ớt vô cho thơm. Và nước của mình đã sôi lăn tăn rồi thì bỏ bánh bột lọc vào luộc. Khi luộc thấy nó nổi lên trên là chín, mình sẽ vớt ra một cái tô nước lạnh kế bên và tiếp tục cho tới khi hết những cái bánh nhỏ nhỏ của mình nha. Đó là trong chén nước cho thêm một tí dầu ăn để bánh mình không có dính vào nhau. Bánh ra dĩa, xong sẽ rưới mỡ hành, rồi rưới nước mắm lên. Và mời cả nhà cùng ăn bánh bột lọc màu hoa đậu biếc nhân tôm thịt nè.